Ý chí là sức mạnh để chiến thắng nghịch cảnh. Tôi cảm thấy may mắn còn được đôi tay là lặn với đầu óc minh mẫn, học được cái công việc sửa điện tử để phụ giúp cho gia đình. Tình yêu nghề đã giúp anh Nhật vượt qua bóng tối tật nguyền. Tuy rằng tôi không tự sửa cho đôi chân tôi đi được, nhưng mà tôi phục hồi được những món đồ cho người ta. Mình cảm thấy rất vui. Thấy em gì cũng hiền, tay nghề cũng giỏi và chịu khó làm ăn, nên bà con đây ta thương. Người thợ điện tử giàu nghị lực sẽ vượt qua thử thách của thần tài thế nào đây? Thợ điện tử, cho suy nghĩ lại. Chắc cố. Chính xác! Kính mời quý khán giả đón xem chương trình Thần Tài Gõ Cửa 19:10 ngày Chủ nhật 21 tháng 4 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.